Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Tiểu Văn TV và hôm nay thì mình đấy, có tuyển tập những em motor đây. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành test với nguồn 12V này. Xem tốc độ nó như thế nào. Đây có một cái chiếc motor 775 150W đây. 775 luôn các bạn, hàng xịn luôn, hai vòng pin. Đấy, trục của nó cực kỳ là to này. Đấy. Con này nữa. Đây. Đấy. Từ to đến nhỏ, bây giờ thì mình sẽ test với cái nguồn 12V 10A. Đó. Nguồn này cũng cực kỳ là châu bò, nguồn tổ ong, dép tổ ong. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp vào cho nó. Đây là hai cái dây nguồn này. Đấy, nguồn này nó có một cái AC này, điện vào này, 220 này. Có hai cổng âm, hai cổng dương này. Okay, và tiếp theo thì mình sẽ lắp một cái dây kẹp vào cho nó, kẹp vào motor cho nó dễ. Đèn đã sáng. Giờ thì mình sẽ test với cái motor 775. Chạy khá êm các bạn ạ, tại vì nó có vòng bi. Mình sẽ nhỏ cho nó ít dầu. Vâng, mình dán cho nó thêm một cái băng dính nữa. Khá là khỏe đấy các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ test cái motor tiếp theo. Đây các bạn đó, cái này ghi là chỉ chạy đến 7,4V thôi. Sau này thì mình sẽ test với cái nguồn 12V 10A này. Cái này lúc trước mình mua ở Banggood với giá là khoảng 140. Test nhá, không biết là nó có cháy hay không. Mình sẽ dán cho nó cái mẫu băng dính nữa. Con này không có bạc đạn nha các bạn. Đấy, nó chỉ có một cái chụp đồng này thôi. Cực kỳ là kinh khủng các bạn ạ. Mình chỉ sợ nó văng vào mặt thôi. Đấy, các bạn có thể nghe được tiếng của nó cực kỳ là uy lực. Con này vòng quay của nó, mình không có cái máy đo vòng quay các bạn đó, nhưng mà chắc chắn là con này vòng quay nó mạnh hơn cái con 775 này. 775 này thì được kéo nó khỏe, nhưng mà cái vòng quay nó chưa chắc là nó bằng con này đâu. Đấy, vòng quay, vòng tua nó rất là lớn. Kinh nhờ, xé gió luôn. Xé lại con này cho các bạn xem này. Luôn. Đó, bởi vì con này mình cho gần như là gấp đôi này. Đó. Con này cho 24V kéo nó rú và mầm luôn các bạn. Không biết là có cháy không. Để không nào thì mình sẽ kiếm cái nguồn 24 mình sẽ test xem sao nhá. Đó. Con này là nhé, phải là 12V và 15A cơ. Cái này chỉ có 10A thôi. Đó. Con này thì 7,2V cho lên 12V chạy gọi là xé gió. Đứng cạnh nghe mà run người luôn các bạn. Không biết các bạn nghe qua điện thoại như thế nào, nhưng mà thực sự là rất là kỳ khủng. Đó, hai con. Và tiếp theo là con này. Con này chạy nguồn 24V cơ, nên cũng chạy nguồn 12V này thì nó cũng bình thường à. Đấy các bạn, yếu xìu, nhưng mà cực kỳ là khỏe luôn. Đó,
con này 24V, con này chế máy phát điện các thứ thôi. Đó, chạy yếu xíu xíu luôn. Tiếp theo là con này mình kệ đồ đĩa này, con này chạy như 3V, chơi luôn nguồn 12V xem sao nhé các bạn. Đó, xem nó có bị bốc khói hay không. Này là chơi tới bến luôn này các bạn. Tiếp theo là em này, một hai ba, vẫn chạy được các bạn, mà cũng cũng không có mạnh lắm. Ok, vẫn chạy bình thường, không có hiện tượng bị cháy hết gì cả. À, tiếp theo là em này, nhỏ hơn xíu, nó nhỏ ra đều các bạn. Vòng quay mà nó mạnh hơn chút. Đó. Hôm nay là mình test vòng quay nhá, không phải test là test test lực kéo đâu. Đó. Test cái số vòng tua nó thôi. Cũng không máy đo nhưng mà các bạn có thể nghe âm thanh và có thể biết rồi. Vòng quay. Con này mình sợ không có chịu nổi. Mười 12V đâu. Cái tí này. Cái tí thì đi tí. Và mình sẽ test cho bọn xem luôn xem như thế nào. Đây, cái trục nó ngắn quá, không đủ mà dán luôn các bạn ạ. Không đủ dán luôn. Nào, ngồi cháy không? 1, 2, 3. Úi dồi. Đấy, tiết mùi luôn các bạn. Con này quần nó cũng chỉ có 3V thôi. 12V vẫn chạy, ngon lành. Con này hơi bẹp nên lúc mà còn nó quay ra nó có lực cân cân bằng các bạn. Đấy. Hơi ấm ấm. Đó, tiếp theo là em này. Như cái trục này hơi bị lạch một chút. Rồi mình sẽ test luôn nha. Đây, tôi có cái tụ bộ linh 4 này. Đó. Không biết là nó có bị nổ hay không. 1, 2, 3. Đấy, kiểu như ong kêu các bạn. Kêu đúng kiểu mấy cái con ong nó bay bay. Đây mình sẽ lắp cái này vào cho các bạn dễ nghe hơn. Cũng khá là mạnh. Hơi bị ghê đấy các bạn. Đó. Con này vẫn sống sót giống nhau các bạn. Con này nhỏ hơn. Tiếp theo là con này. Cả hai con này giống nhau xíu xíu. Đẹp nhá. Quạch quạch ta. Hình như con này chuỗi tháng sắp đi rồi các bạn. Đó. Nghe tiếng đoán bệnh luôn đấy. Ok thì mình sẽ test luôn. Cháy luôn rồi. Biết ngay mà. Bốc khói các bạn ạ. Đấy.
Không biết là máy quay có quay được không? Đi rồi. Một em đã ra đi. Tiếp theo là em 775. Đâu, cái này là 180 chứ. Nhầm nhầm. 180 nha các bạn. Con này cũng khá là khủng. Rất là nhiều người dùng để chế xe đấy các bạn. Vòng quay cũng như là lực kéo của nó cũng khá tốt. Ok, hôm nay thì mình sẽ test cái quân ở 12V và 10A. Xem nó có cháy không nhá. Con này cũng có chổi than đấy các bạn. Đó. Xem em có vượt qua được cái bài thử thách này không. Chuẩn bị 1, 2, 3. Giật mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Cực kỳ là kinh khủng đấy. Giật mình thon thót các bạn ạ. Hơi khét các bạn ạ. Các bạn gửi để em khét nét lửa rất ghê. Con này dây đồng quấn cũng cũng đưa khá to các bạn ạ. Đó. Quay gần bung cái này luôn này. Ok, 180 vẫn sống sót qua cái màn test 12V. Bây giờ bấm các bạn. Đó, mấy con này dùng nhau thôi. Hôm nay giờ thì mình sẽ test con motor 3V không chổi than. Nghe tiếng nó cũng hơi lọc sọc các bạn ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ test. Đó, từ đầu đến cuối này, một em đã cháy thôi. Có một em cháy thôi. Đấy, này. Cũng là có lẽ là cái chuỗi than của nó kém quá rồi thôi, chứ nếu mà nó còn ngon là chắc là nó vẫn quay được rồi. Bây giờ đến em 3V này, mình sẽ dán lại. Bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn vào cho nó 1, 2, 3. What? Nó tự chết rồi chứ. Hơi yếu các bạn. Ok, bạn sống các bạn. Vẫn chạy ngon lành. Tí được. Còn này xít đi nhỉ. Chạy rồi các bạn. Nói chung là hên xui bằng đấy, chắc là cháy con 1.4 đấy các bạn. Nhạt lửa thì nó hay bị cháy con này, con motor thì vẫn chắc là vẫn cháy được các bạn. Đó. Cháy con 1.4 thôi. Đây bạn đèn xì bốc khói. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành test con Corvette này nhá, thử xem cái motor bé bé này có chạy được cái nguồn 12V 10A này không. Nói chung là em xuống giúp được đúng không ấy. Đoán thế mẹ. Đoán mẹ thôi. Bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem. Cho đi. Có dám không ta? Ok, để mình dám lại chứ. Có lẽ không hiện tượng gì xảy ra. Đi luôn rồi các bạn ạ. Giật cả mình. Ok, quả này chắc là nó đã đi rồi các bạn ạ.
Đi rồi. Đi luôn rồi. Chắc là nát cái chổi than trong rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Và giải nhất về tốc độ quay của motor là thuộc về em này. Đó, với nguồn 12V 10A đó, nó quay tốc độ bá đạo nhất. Còn về khỏe thì chắc là không con nào có thể vượt qua được 775 trong số ở đây. Đó, còn cái video này là test tốc độ thôi nên con này được giải nhất đặt phía châu vàng. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.